Tận dụng lợi thế diện tích rừng, cây ăn quả lớn, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã đầu tư phát triển nghề nuôi ong lấy mật, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chất lượng mật ong Sơn La đang ngày càng khẳng định được thương hiệu và vị thế trên thị trường. Với diện tích đồi núi chiếm ưu thế thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật, hoa của các loại cây trái nhiều là nguồn thức ăn dồi dào phong phú cho loài ong mật. Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở các địa phương trong tỉnh đã đầu tư đẩy mạnh nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh hiện có 65.000 đàn ong với hàng nghìn hộ nuôi ong, sản lượng đạt 1.300 tấn một năm. Với đa dạng sản phẩm cung cấp ra thị trường như mật ong phấn hoa, sáp ong, sữa ong chúa. Vùng nuôi ong tập trung tại các huyện như Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La. Nghề nuôi ong đã giúp cho nhiều hộ dân vươn lên sau đó giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Tỉnh Sơn La khuyến khích các hộ dân tiếp tục duy trì và phát triển nghề nuôi ong tập trung theo hình thức hợp tác xã ngoài hiệu quả về kinh tế nghề nuôi ong lấy mật còn giải quyết việc làm cho người dân địa phương đồng thời nuôi ong còn giúp thụ phấn cho cây trồng góp phần tăng năng suất bảo vệ tính đa dạng sinh học của các loại thực vật và bảo vệ môi trường sinh thái